Chương 3. Bà La Môn Sú Mê Thá. Bài pháp về Đại Phật Sử này do Đức Phật thuyết giảng đến những quyến thuộc của Ngài, những người trong dòng tộc Thích Ca. Nhưng chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài đến thành Ca Tỳ La Vệ sau khi Ngài thành đạo, những người có vai vế tôn trưởng trong dòng tộc Thích Ca đầy ngã mạn đã không bày tỏ sự tôn kính đến Ngài khi họ kéo đến gặp Ngài để nhiếp phục tánh ngạo mạn của họ và khiến họ phải kính phục Ngài. Đức Phật đã hóa hiện ra một cái nền bằng châu báu giữa không trung, trải dài từ đông sang tây, choáng hết cả 10.000 thế giới. Và ở trên đó, Ngài thị hiện song thông gồm nước và lửa. Trong lúc đó, Ngài thuyết bài pháp về những kiếp sống của chư Phật, bắt đầu câu chuyện về Bà La Môn Sú Mê Thá. Theo lời thỉnh cầu của trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tối thượng tinh văn giữa địa vị bên phải của Đức Phật. Trong cuộc kiết tập lần thứ nhất, các đại trưởng lão như Maha Kassapa, trưởng lão Ananda, v.v. vì muốn tụng đầy đủ bài kinh về Buddha Quan Xá cùng với lời mở đầu, đã lập một lối tụng bắt đầu bằng Ramachalokatipati Sahambati. Tuy nhiên, bài kể sẽ bắt đầu bằng câu chuyện về Bà La Môn Sú Mê Thá, đúng như Đức Phật đã kể lại theo lời thỉnh cầu của Đại Đức Xá Lợi Phất. Cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có một thành phố rất hưng thịnh tên là Amarawati. Đó là một thành phố có bố cục khéo léo về mọi phương diện, xinh đẹp và khả ái, có vòng đai xanh tươi thắm, đầy những bóng cây che mát, thực phẩm dồi dào, hàng hóa đa dạng. Thành phố ấm lòng cả chư thiên và nhân loại. Thành phố luôn luôn vui nhộn nhịp bởi những âm thanh như tiếng ngựa hí, voi rống, tiếng lục lạc hoặc tiếng lạc cạch của những chiếc xe thổ mộ, tiếng trống lớn, trống nhỏ, tiếng đàn, tiếng ca, tù và, tiếng vỗ tay và tiếng chào mời trong những tiệc tùng. Thành phố có những đặc tính của một thủ đô lớn. Ở đó, dân chúng sống bằng nghề buôn bán và thủ công. Thành phố sung vượng với 7 loại châu báu: kim cương, vàng, bạc, ngọc, lục bảo. Rất nhiều người ở nơi khác kéo đến đó, đầy đủ mọi thứ như cõi chư thiên. Thành phố Amarawati là một trú xứ của dân cư hùng mạnh, đang thọ hưởng kết quả của những việc phước quá khứ. Bồ Tát Sú Mê Thá. Tại thành phố Amarawati có một vị Bà La Môn tên là Sú Mê Thá. Cha mẹ thuộc dòng dõi Bà La Môn trải qua nhiều đời, cho nên Sú Mê Thá là một vị Bà La Môn thuần chủng. Vị ấy sanh ra từ một người mẹ khỏe mạnh, có giới đức. Vị ấy không thể bị người ta coi thường về dòng dõi của mình, như nói rằng người này thuộc dòng hạ đẳng qua 7 đời. Không có ai có thể khinh chê một người như thế. Thực ra, Sú Mê Thá là một người mang dòng máu Bà La Môn thuần chủng, có diện mạo khả ái, hấp dẫn mọi người. Về tài sản, vị ấy có một kho báu trị giá đến nhiều cô ti, một cô ti bằng 10 triệu, dồi dào ngũ cốc và tiện nghi trong đời sống hàng ngày. Vị ấy đã học qua Tam Phệ Đà, gồm có Ý Rú, Giá Sú, đã học nằm lòng chúng không sai sót một chữ nào. Vốn có trí thông minh bẩm sinh, vị ấy chẳng cần cố gắng mà vẫn rành mạch về các môn như 1. Nigandu hay từ vựng, giải thích các từ khó; 2. Kê Tú Pháp, tu từ học liên quan đến tác phẩm văn chương và giải thích những cách dùng hoa văn, mỹ từ của các tác giả uyên bác; 3. Vyakarana, văn phạm bàn về sự phân tích từ và giải thích những quy tắc văn phạm và những từ như chữ cái, phụ âm, v.v. 4. Itihasa, truyện ngắn, Vệ Đà thi văn và những câu chuyện cổ, chuyện thần tiên. Giải thích 4 bộ sách này với Tam Phệ Đà, vị chi là 5 bộ sách của Bà La Môn giáo. Bà La Môn Sú Mê Thá cũng rành mạch về Lokayara, một tác phẩm triết học khiến người ta thối chí đối với việc phước, nhưng lại cảnh tỉnh những hành động kéo dài luân hồi.
Vị ấy cũng rành mạch về những tác phẩm bàn về tướng của bậc đại nhân như các vị Đương Lai Toàn Giác Phật, Đương Lai Bích Chi Phật, vân vân. Vị ấy cũng là một giáo sư toàn diện về kiến thức của Bà La Môn giáo. Cha mẹ của bậc Trí Tuệ Xú Mê Thá đã qua đời khi vị ấy vẫn còn nhỏ. Khi ấy, vị quản gia đem đến cuốn sổ liệt kê tài sản trong nhà, rồi mở ra kho châu báu đầy những vàng, bạc, ngọc trai, hồng ngọc, vân vân, và nói rằng: "Thưa cậu chủ, số tài sản này thuộc bên mẹ, số này thuộc bên cha, còn số này là của tổ tiên của cậu, chủ để lại cho cậu." Vị quản gia đã báo cáo đầy đủ số của cải do tổ tiên bảy đời của chàng trai Xú Mê Thá để lại, rồi nói rằng: "Cậu chủ có thể tùy nghi sử dụng tất cả tài sản này." Chương 4. Sự xuất gia của Xú Mê Thá. Một lần nọ, chàng trai Xú Mê Thá bước lên gác thượng, ngồi kiết già trong gian phòng tĩnh lặng và trầm tư suy quán như sau: "Đau khổ thay, phải sanh vào một kiếp sống mới. Sự tan rã của xác thân này cũng như thế, đau khổ không kém là phải chết trong tâm trạng si ám, bị tuổi già lấn áp từng ngày. Kỳ diệu thay, nếu ta từ bỏ xác thân này mà chẳng chút quan tâm, chẳng qua nó chỉ là một khối uế trược, gồm nước, tiểu, phẫn, máu, mủ, mật, đàm, vân vân. Chắc chắn phải có một con đường dẫn đến niết bàn tịch tịnh. Không còn con đường nào khác, ta sẽ tìm con đường tốt đẹp dẫn đến niết bàn. Như thế, ta mới thoát khỏi xiềng xích của kiếp sống. Trong thế gian này, nếu có đau khổ, tất phải có hạnh phúc. Cũng vậy, đã có vòng luân hồi đau khổ, chắc hẳn phải có niết bàn chấm dứt khổ. Lại nữa, có nóng phải có lạnh, cũng thế. Có ba thứ lửa tham, sân, si, thì ắt phải có niết bàn dập tắt ba thứ lửa ấy. Lại nữa, nếu có tội, thì ắt phải có phước. Cũng vậy, đã có sự tái sanh, thì cũng phải có niết bàn, mà ở đó không có mầm mống tái sanh. Sau khi đã suy xét như thế, vị ấy tiếp tục suy nghĩ sâu đậm hơn. Chẳng hạn có người bị rơi xuống hố xí và dính đầy phẫn, anh ta nhìn thấy từ xa có hồ nước trong, mặt hồ được phủ bởi năm loại hoa sen. Nếu đã thấy hồ sen rồi mà anh ta không tìm đường đi đến đó, thì không phải do hồ sen mà ở chính anh ta. Cũng vậy, có cái hồ lớn chứa nước bất tử, niết bàn, mà ở đó người ta có thể rửa sạch mọi phiền não trong tâm. Và nếu người ta không tầm cầu hồ nước bất tử niết bàn ấy, thì không phải tại niết bàn. Lại nữa, nếu một người bị kẻ thù bao vây mà không tìm cách trốn chạy, thì anh ta không thể thoát thân, và lỗi không phải là con đường thoát. Cũng vậy, nếu một người bị kẻ thù là những pháp ô nhiễm bao vây mà không muốn bỏ chạy, mặc dầu trước mặt có hiện rõ con đường lớn dẫn đến thành phố an bình là niết bàn, nơi mà người ta được an toàn tránh khỏi những kẻ thù ô nhiễm, thì lỗi không phải tại con đường lớn ấy. Lại nữa, nếu một người lâm trọng bệnh mà không chữa trị dầu có một vị lương y giỏi, thì vị lương y ấy không thể bị chê trách. Cũng vậy, nếu một người bị đau đớn bởi chứng bệnh là những pháp ô nhiễm hành hạ mà không tìm kiếm vị đạo sư để chữa trị, dầu có vị đạo sư đó là người đã thuần thục trong việc đoạn trừ các pháp ô nhiễm này, vị đạo sư không thể bị chê trách. Sau khi suy nghĩ như vậy, Xú Mê Thá quán xét thêm về sự xả bỏ thân mình, cũng như những người mang nặng quanh cổ cái xác chết của con rắn, muốn vứt bỏ cái xác hôi tanh ấy và tự do đi đâu tùy thích. Cũng vậy, ta sẽ đi đến thành phố Niết Bàn sau khi từ bỏ cái xác thân hôi hám này của ta. Tấm thân chỉ toàn là những vật bất tịnh và nhiều loại sâu dồi. Lại nữa, giống như những người sau khi đã đại tiện ở nhà xí, bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cũng vậy, ta sẽ đi đến thành phố Niết Bàn sau khi bỏ lại tấm thân đầy những vật thối tha và dồi bọ này. Lại nữa, cũng như những người chủ của chiếc thuyền cũ kỹ, mục nát và đầy những chỗ rò rỉ bởi nó với tâm nhờm gớm, cũng vậy, ta sẽ đi đến thành phố Niết Bàn sau khi từ bỏ tấm thân này mà ở đó luôn luôn chảy ra những vật bất tịnh. Lại nữa, giống như một người đang mang của báu mà không biết mình đi chung với bọn cướp,
bèn bỏ của báu và trốn chạy đến chỗ an toàn. Cũng vậy, vì ý nghĩ sẽ bị tước mất những vật báu là các điều phước, nó luôn luôn khiến ta sợ hãi, ta sẽ từ bỏ tấm thân này. Nó giống như tên tướng cướp, và ta sẽ tìm con đường đến Niết Bàn, là nơi chắc chắn sẽ đem lại sự an ổn và hạnh phúc cho ta. Chú thích: thân này là tên cướp vì khi người suy nghĩ cái sai quấy và bị tham, sân, sai khiến thì thân này sẽ hành động như tên cướp. Nó làm những việc tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, v.v. và cướp mất cơ hội làm phước của người ấy. Sự bố thí vĩ đại. Sau khi suy xét về sự xuất ly như vậy, qua những ví dụ so sánh, bậc trí tuệ Sumetha lại suy nghĩ một lần nữa như vậy. Sau khi đã dành dụm, tích lũy bấy nhiêu của cải, cha ông và tổ tiên qua bảy đời của ta đều chết đi, mà chẳng đem theo được một đồng xu cắt bạc nào. Nhưng ta có cách để mang theo số tài sản này đến Niết Bàn. Rồi vị ấy đi đến Đức Vua và tâu lên rằng: tâu bệ hạ, vì tâm của thảo dân bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi to lớn về những điều hiểm nguy và đau khổ phát sanh từ những pháp như sanh, già, v.v. nên thảo dân muốn rời bỏ đời sống gia đình và trở thành một ẩn sĩ. Thảo dân có số của cải giá trị nhiều cô ti, xin bệ hạ hãy sở hữu lấy chúng. Trẫm không muốn của cải của ngươi, ngươi hãy sử dụng chúng bằng cách nào tùy thích. Đức Vua đáp lại: lành thay, tâu bệ hạ. Sumetha đã nói như vậy và cho người đóng giống trống khắp thành Amaratwati, công bố rằng ai muốn của cải thì đến lấy. Rồi vị ấy phân phát hết của cải của mình đồng đều đến mọi người, không phân biệt sang hèn, cô độc hoặc không cô độc. Xuất gia. Sau khi đã thực hiện sự bố thí vĩ đại như vậy, bậc trí tuệ Sumetha, vị đương lai Phật, bèn từ bỏ thế gian, ra đi đến Hy Mã Lạp Sơn với ý định đến ngọn núi Đâm Mí Cá. Trong ngày hôm ấy, Sắc Khá vua chư thiên trông thấy vị ấy đi đến Hy Mã Lạp Sơn sau khi từ bỏ thế gian, bèn gọi Quý Xú Căm Má đến và nói rằng: này Quý Xú Căm Má, có bậc trí tuệ Xú Mê Thá đã từ bỏ thế gian và sắp xuất gia làm ẩn sĩ, ngươi hãy đi làm cho vị ấy một ẩn xá. Lành thay, thưa thiên chủ. Quý Xú Căm Má phụng mệnh thiên chủ. Rồi vị ấy hóa ra một vòng rào bao quanh làm khu vực ẩn xá. Ở giữa vị ấy tạo ra một thảo am khả ái và một con đường kinh hành hoàn hảo. Tác giả giải thích con đường hoàn hảo là con đường không bị năm khuyết điểm: 1. Đất gồ ghề không bằng phẳng. 2. Có nhiều cây to ám con đường đi. 3. Lùm bụi che tối lối đi. 4. Quá hẹp. 5. Quá rộng. Rồi tác giả mô tả con đường kinh hành và nêu kích thước của nó: dài 60 hắc tay. Hắc tay là đoạn dài từ cù chỏ đến đầu ngón tay giữa. Con đường gồm 3 lối, lối giữa rộng hơn và 2 lối hai bên hẹp hơn. Lối chính rộng 1,5 hắc tay và 2 lối phụ mỗi lối rộng 1 hắc tay. Toàn con đường kinh hành có rải cát trắng trên bề mặt bằng phẳng. Tác giả còn kể ra 8 điều lợi ích dành cho vị ẩn sĩ khi trú ngụ trong một ẩn xá đúng pháp. 8 lợi ích đó là: 1. Không tích lũy của cải và ngũ cốc. 2. Tìm kiếm vật thực vô tội. 3. Chỉ dùng vật thực thanh tịnh. 4. Không ưu phiền do bị đè nặng bởi việc đóng thuế và gìn giữ tài sản. 5. Không bị tham luyến đồ dùng, vật trang sức, v.v. 6. Không sợ bị bọn cướp. 7. Không cộng trú với vua quan. 8. Đi đâu cũng tự tại. Ngoài ra, tác giả còn thêm rằng ẩn xá do Quý Xú Căm Má tạo ra thuộc loại khiến cho người cư ngụ đó dễ dàng thực hành các pháp của Sa Môn và giúp đạt được tuệ quán về bản chất của các pháp như vô thường, khổ và vô ngã mà không gặp nhiều khó khăn. Ẩn xá như vậy có cả phòng trú, hang động, có những loại cây ra hoa và cây ăn trái, lại có hồ nước trong và mát ngọt. Đó là chỗ thanh tịnh, không bị các loài thú rừng quấy nhiễu và chim chóc làm ồn. Trong thảo am cũng có những đồ dùng của vị Sa Môn như dù, y phục, bình nước, v.v.
Sau khi làm xong ẩn xá, Quý Sú Căm Má viết lên vách trong thảo am rằng ai muốn trở thành sa môn thì có thể dùng tất cả những thứ này, rồi vị ấy trở về cõi chư thiên, bắt đầu đời sống xuất gia. Khi đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn, bậc Trí Tệ Sú Mê Thá đi dọc theo các ngọn núi và khe núi và tìm đến một chỗ thích hợp, tiện lợi cho việc trú ngụ ở đó, tại một eo rộng thuộc khu vực của ngọn núi Thâm Mí Cá. Vị ấy trông thấy một ẩn xá khả ái do Quý Sú Căm Má tạo ra theo mệnh lệnh của Sắc Cá. Rồi vị ấy chậm rãi đi trên con đường kinh hành, nhưng không thấy có dấu chân người. Vị ấy suy nghĩ, chắc là những kẻ cư ngụ trong ẩn xá này đang nghỉ trong thảo am sau khi khất thực về. Sau khi suy nghĩ như vậy, Sú Mê Thá chờ đợi một lát. Vì không thấy dấu hiệu của người cư ngụ, sau khi chờ đợi khá lâu, bậc Trí Tệ Sú Mê Thá bèn nghĩ, ta đợi cũng đã lâu, bây giờ ta sẽ dò xét xem có ai cư ngụ ở đó không. Vị ấy mở cửa và đi vào thảo am. Sau khi nhìn quanh, vị ấy nhìn trên vách có câu ghi chú và suy nghĩ, những vật dụng này sẽ có ích cho ta, ta sẽ dùng chúng và trở thành một vị sa môn. Khi đã quyết định như vậy rồi, và khi quán xét chính điều bất lợi về y phục của người cư sĩ và hai điều lợi ích của chiếc y vải bố, vị ấy cởi bỏ y phục trên người và mặc chiếc y bằng vải bố, rời thảo am và đi đến cội cây. Khi đã cởi bỏ y phục sang trọng của mình, bậc Trí Tuệ Sú Mê Thá bèn cầm lấy chiếc y vải bố có màu vàng đỏ như loài hoa Anocha. Vị ấy thấy chiếc y đã được xếp gọn gàng và để sẵn trên một cái mắt tre. Vị ấy mặc nó vào quanh thắt lưng. Bên trên vị ấy mặc thêm một chiếc y vải bố khác có màu huỳnh kim, rồi vắt lên vai trái tấm da màu nâu đen của con sơn dương, có đủ bốn cái móng, trông giống như luống hoa Punaga. Vị ấy đặt chiếc khăn trùm đầu lên búi tóc và dùng cái trăm bằng ngà voi để ghim nó lại. Khi mang lên chiếc đoạn gánh cong ở một đầu của nó, vị ấy treo cái lưới dây có nút thắt trông giống như những viên ngọc trai và đặt vào trong cái lưới ấy cái bình nước có màu san hô. Ở đầu kia của đoạn gánh, vị ấy treo cái móc dài dùng để hái trái cây, một cái giò, một cái giá ba chân bằng gỗ, vân vân. Rồi vị đạo sĩ Sú Mê Thá gánh lên vai tất cả những vật dụng cần thiết của vị sa môn, tay phải cầm lấy chiếc gậy đi đường. Vị ấy rời thảo am, trong khi đang đi tới đi lui trên con đường kinh hành dài 60 hát tay, đạo sĩ nhìn ngắm bộ y phục mới trên người và cảm thấy đắc chí với ý nghĩ rằng ước muốn trong lòng ta đã được trọn vẹn, đời sống sa môn của ta thật huy hoàng, xưa nay các bậc trí tuệ, chư Phật toàn giác và độc giác đều khen ngợi đời sống xuất gia. Sự trói buộc của đời sống tại gia đã bị đoạn diệt. Ta đã an toàn ra khỏi thế giới dục lạc. Ta đã đi vào đời sống cao quý của vị sa môn. Ta sẽ trau dồi và thực hành đời sống phạm hạnh. Đầy tinh tấn sẽ đạt được những lợi ích của phạm hạnh. Rồi đạo sĩ để xuống gánh vật dụng và ngồi trên một tảng đá màu ngọc thạch, dáng ngồi rực rỡ như pho tượng vàng, và trải qua suốt ngày ở đó. Đến chiều tối, đạo sĩ đi vào thảo am trong khi nằm trên tấm ván bên cạnh chiếc ghế dài bằng tre. Vị ấy dùng những chiếc y bằng mùng và ngủ ở đó. Đến sáng sớm, đạo sĩ thức dậy và suy xét về những lý do và hoàn cảnh của mình trong môi trường mới. Sau khi đã thấy được những điểm bất lợi trong đời sống tại gia, đã từ bỏ của cải lớn những nguồn lợi vô hạn, và tùy tùng gia nhân, ta đã đi vào rừng sâu núi thẳm và trở thành vị sa môn với mong muốn tầm cầu phước báo mà có thể giúp ta thoát khỏi những cạm bẫy của dục lạc. Từ nay trở đi, ta sẽ không dễ vui. Có ba loại ý nghĩ sai quấy, đó là ý nghĩ dựa trên lòng ham muốn, ca mắt quý tắc cá, hướng đến dục lạc; ý nghĩ dựa trên lòng giận ghét, gia ba đát quý tắc cá, dẫn đến sát sanh, phá hoại, làm hại; ý nghĩ dựa trên lòng ác hiểm, quý hiêm xa, quý tắc cá, dẫn đến sự làm hại và gây thương tích cho người khác.
những ý nghĩa giống như những con ruồi bám theo những kẻ dễ vui và bỏ pháp hành, đoạn diệt ô nhiễm trong tâm và pháp ly dục đối với thân. Bây giờ là lúc để ta dốc sức thực hành pháp viễn ly. Thật vậy, nhờ thấy những bất lợi trong đời sống tại gia, nó gây cản trở và làm hư hại pháp tu tiến, nên ta đã từ bỏ thế gian. Thảo am này quả thật khả ái. Nền nhà bằng phẳng này có màu vàng óng xinh xắn. Các vách của nó có màu đỏ xinh đẹp như chân của con bồ câu. Chiếc giường kỹ bằng tre có kiểu mẫu của một tấm trải giường tạp sắc. Chỗ ngủ này sống thật thoải mái. Ta không nghĩ rằng những thứ xa hoa trong chỗ ngủ trước kia của ta có thể trội hơn những tiện nghi trong thảo am này. Quán xét như vậy xong, vị ấy phân tích 8 điều bất lợi của đời sống trong thảo am và 10 điều lợi ích của đời sống dưới cội cây. Kết quả là trong 9 ngày hôm ấy, đạo sĩ rời khỏi thảo am và đi đến cội cây tu tập thiền định trong khi sống bằng trái cây. Sáng hôm sau, đạo sĩ xuống Mê Thá đi vào ngôi làng lân cận để khất thực. Dân làng đã cố gắng hết sức để dâng cúng đến vị ấy vật thực thượng vị. Sau khi thọ thực xong, vị ấy trở về ẩn xá, ngồi suy tư như sau: ta trở thành sa môn, đây không phải vì đồ ăn, thức uống, những thứ ngon, đẹp và sang quý làm cho ta trở nên kiêu căng, ngã mạn. Phiền toái không ngừng khởi sanh do nhu cầu của sự nuôi mạng bằng vật thực. Tốt nhất là ta nên từ bỏ đồ ăn bằng ngũ cốc và chỉ sống bằng lá cây đã rụng. Từ đó trở đi, đạo sĩ chỉ sống bằng lá cây đã rụng dưới đất. Từ bỏ tư thế nằm, vị ấy tinh tấn hành thiền bằng 3 oai nghi, đi, đứng, ngồi. Đến cuối của ngày thứ 7, đạo sĩ xuống Mê Thá chứng đắc bát thiền ngũ thông. Bài kinh Bút Thá Quan Xá đã kể lại câu chuyện này. Từ lúc bậc trí tuệ xuống Mê Thá, vị đương lai Phật thực hành pháp bố thí của cải to lớn, cho đến khi vị ấy trở thành đạo sĩ và chứng đắc bát thiền ngũ thông như: 1. Như vậy này Xá Lợi Phất, Bồ Tát xuống Mê Thá khi suy nghĩ như vậy để từ bỏ thế gian, đã bố thí nhiều cô ti của cải đến người giàu cũng như kẻ nghèo và ra đi đến Hy Mã Lạp Sơn. 2. Không xa Hy Mã Lạp Sơn có một ngọn núi tên là Thâm Mí Cá, vì đó là nơi mà những vị thánh thời xưa thực hành pháp. Ở đó, khu vực của núi Thâm Mí Cá, ta đã làm một khuôn viên của ẩn xá và tạo ra một thảo am tốt. 3. Ở đó, tại khu vực của núi Thâm Mí Cá, ta đã tạo ra một con đường kinh hành không bị 5 khuyết điểm. Ta đã tạo ra một chỗ ẩn cư để người tu có được 8 điều lợi ích của một vị sa môn. Sau khi xuất gia làm đạo sĩ ở đó, ta bắt đầu tu tập các pháp hành về chỉ và quán, dẫn đến chứng đắc bát thiền và ngũ thông. 4. Ta đã quăng bỏ bộ y phục mà ta đã mặc có 9 điều bất lợi, rồi ta mặc vào chiếc y vải bố có 10 lợi ích. 5. Ta cũng bỏ luôn thảo am nơi có 8 điều bất lợi, ta đi đến cội cây nơi có 10 điều lợi ích. 6. Ta hoàn toàn kiêng tránh vật thực, được làm từ ngũ cốc, ta dùng trái cây rụng có nhiều lợi ích. 7. Không nằm, bằng 3 oai nghi, đi, đứng, ngồi, ta dốc hết tinh tấn để hành thiền ở đó. Tại khu vực ẩn xá, trong vòng 7 ngày, ta đã chứng bát thiền và ngũ thông. Chấm dứt chương nói về sự xuất gia của xứ Mê Thá.